Vietnam Airlines đình chỉ 4 tiếp viên nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam. Trưa 17 tháng 3, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đơn vị nhận được thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất về việc đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay từ Paris về Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên trên để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che. Hiện nay hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.